đồng chí Nghĩa này lạ thật đấy. Nhờ sửa cho cái tivi mà mất tắm mất dạng. Tối nay sinh tử đáng phần hay. Sao chị không nhờ thầy giảng ấy? Người ta bao nhiêu việc, nhờ vảng làm gì? Nhờ thầy giảng chị làm cho xong. Chẳng qua là có người thích được làm phiền nên chị tạo cơ hội cho ấy chứ. Em xin chị, đừng có mà gắn ghép linh tinh. Em không muốn đồng chí Ngọc nhà em nghĩ ngợi nhiều đâu. Ơ, đến rồi. Chúc mừng à? Em chào các chị ạ. Ừ, chào mừng. Thấy bảo cái tivi nhà mình nó bị hỏng à? Ừ. Ơ, mà Nghĩa đâu rồi? Anh Nghĩa không lên được. Em phải lên để thế mạng đấy. Đấy, chị nhờ vả nữa đi. Có chuyện gì đấy hả chị? Không. Không. Sếp em nó bị thương. Anh ấy phải nằm ở đồn, nên là không lên được ạ. Bị thương á? Có nặng không? Không nhẹ mà cũng không nặng. Còn tổn thương lớn nhất ý là nằm ở trong tim, chị Loan ạ. À. Nhìn cái gì? Chị Loan, em thấy ca này có vẻ căng đấy. Hay là chị giúp em cắt cử xem ai có khả năng trị thương lên thăm sếp em, chứ không để anh ấy một mình lủi thả lủi thủi, nhìn thương lắm. À, nhưng mà con Duyên thì nó đang bị ốm. Không, chị không phải trông bọn trẻ con. Không, chị biết thừa, cứ giả vờ. Chị dâu ơi, sếp của em hay cực. Anh ấy chỉ thích làm những việc khó. Anh ấy bảo ấy, đánh đồn có địch thì là 1 chọi với 1. Còn nếu như đánh đồn không có địch thì sẽ là 1 chọi với rất nhiều những con địch vô hình chưa lộ diện. Chính vì thế sếp của em lựa chọn phương án là công thành có địch. Vớ vẩn là nhanh ấy. Thấy chị lên chơi, sếp em đi nhổ củ cải làm quà thế này. Chị thấy củ cải của bên phòng em to không? To. Họ lên chơi à? Anh Nghĩa, anh đã khỏe hẳn chưa? Tôi khỏe mà. Tôi tưởng anh bị thương. Ai nói tôi bị thương? À Mừng. Dạ. Sao em nói anh ấy bị thương? À Mừng, em nói bị thương à? À vâng, đúng. Đúng, nó xe em bị thương đấy. Nhưng cái vết thương đấy là vết thương ở trong tim bên này. Ở trong tim bên này chị Hòa. À Mừng, tim chị Hòa. Em định trêu chị đúng không? Em đi chặt chuối cho chị đây. Tôi nghe Mừng nói là anh bị thương nên tôi mới lên thăm. Thấy anh khỏe như thế này thì cũng yên tâm rồi. Chào anh. Hòa. Tôi xin lỗi. Chuyện của Dính và Hàng. Tính tôi hơi nóng nên nhiều khi hơi nặng lời. Anh nói cũng có gì sai đâu. Dù sao thì cũng phải cảm ơn anh.